Kính chào quý vị và các bạn đến với chương mục Lời Cảnh Báo của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, nói về văn hóa của Nhật Bản thì manga và anime hay còn gọi là truyện tranh và phim hoạt hình từ lâu đã là những khái niệm quen thuộc. Không chỉ khai thác những nội dung tươi sáng và có phong cách thiết kế hình ảnh thân thiện với trẻ em, nhiều tác phẩm được gắn mác 16 cộng hoặc cao hơn để hướng tới đối tượng khán giả trưởng thành. Nội dung của các tác phẩm này thường mang hình ảnh nhạy cảm như là sex hay là bạo lực. Thế nhưng nếu như ở Nhật, những tác phẩm này được phân loại độ tuổi phù hợp, thì khi du nhập vào Việt Nam, do chưa được kiểm soát chặt chẽ, nên chúng được phát hành một cách tràn lan và trẻ em rất dễ dàng tiếp cận. Và khi tiếp xúc quá nhiều với những sản phẩm người lớn như thế, liệu sẽ ảnh hưởng ra sao về mặt tâm lý của trẻ? Để tìm hiểu, mời quý khán giả cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây. Mở đầu từ bộ truyện tranh Doraemon được xuất bản năm 1995, truyện tranh Nhật Bản đã đổ bộ vào Việt Nam với nhiều thể loại và hình thức đặc sắc. Phim hoạt hình Nhật Bản cũng xuất hiện vào thời điểm trên. Nhưng khoảng chục năm trở lại đây, nó mới dần phổ biến với sự hỗ trợ không nhỏ từ phía truyện tranh. Anime thật ra cũng chỉ là cách người Nhật dùng để phát âm chữ animation, tức là hoạt hình. Thế nhưng, anime không lệ thuộc vào quy tắc hoạt hình chỉ dành cho trẻ em. Thể loại truyện này không hoàn toàn đơn giản, dễ hiểu như phim hoạt hình thông thường. Anime gồm nhiều thể loại như hành động, trinh thám, phiêu lưu mạo hiểm, ẩm thực, gia đình, bạn bè, nhân vật nữ hay nam. Và có cả những nội dung nhạy cảm như sex, bạo lực, đồng tính nam, đồng tính nữ. Dù vậy, anime khi được phát hành ở Nhật cũng như các loại truyện tranh luôn nằm trong sự kiểm soát và giới hạn độ tuổi. Bên cạnh đó, trẻ em Nhật Bản luôn được tôn trọng và tìm hiểu về giới tính từ khi còn rất nhỏ, nên hầu như các em luôn ý thức được thể loại truyện tranh hoặc hình nào nên xem và không nên xem. Thế nhưng, khi loại truyện tranh và hoạt hình này du nhập về Việt Nam thì lại là một câu chuyện khác. Không khó để có thể tìm kiếm những cuốn truyện tranh thế này ngoài các sạp báo, nhà sách. Có không ít các truyện tranh Nhật Bản ngoài bìa in dòng chữ dành cho lứa tuổi 18 cộng. Và thực tế độc giả lại không chỉ có lứa tuổi 18 trở lên, mà có cả những em học sinh mới chỉ 12-13 tuổi. Nội dung truyện sẽ có những câu chuyện về tình bạn, tình yêu tuổi học trò, về cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, trong đó lại lồng ghép, xen kẽ, đưa vào một số hình ảnh nhạy cảm không cần thiết, mang tính khiêu gợi về giới tính, tình dục, vượt quá độ tuổi thiếu nhi. Đối với học sinh cấp 1 thì không nên xem những cái phim mà mang yếu tố sex ở trong đó. Nhưng lứa tuổi cấp 2 thì thật ra đối với xã hội Nhật á, nó giáo dục rất là tốt về giới tính. Trong những cái giờ học cấp 1 là người ta đã giáo dục giới tính cho trẻ em rồi. Nên khi nó được giáo dục rồi thì nó nhìn vấn đề cơ thể con người một cách khoa học, chứ nó không nhuốm những cái tính dục trong đó. Nên ở đây là cái sai vẫn nó nằm ở chỗ giáo dục mà thôi. Truyện tranh khi xuất bản phải được kiểm duyệt nội dung để không dung tục. Thế nhưng với sự lan truyền qua mạng Internet thì điều này đã ngoài tầm kiểm soát. Anh Claude Tokunaga hiện đang là chủ nhân của một quán cà phê game Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh rất ngạc nhiên khi hệ thống Internet tại Việt Nam rất dễ dàng truy cập vào các trang web khiêu dâm. Trong khi tại Nhật, khi bị giới hạn độ tuổi, hầu như trẻ em không thể tiếp xúc với thể loại này vì hệ thống quản lý của nước họ rất gắt gao và an toàn. Animation is a important Japanese. Hoạt hình hentai là sự tự do sáng tác của tác giả. Đó cũng như một loại hình nghệ thuật mà thôi. Ở Nhật, thông tin của mọi người đều được nhà nước quản lý, nên người ta có thể kiểm soát người truy cập vào các trang web hentai đã đủ 18 tuổi chưa. Đặc biệt nguy hại hơn, gần đây đã có nhiều website cho tải miễn phí tranh vẽ, truyện tranh, phim hoạt hình và game khiêu dâm. Tất cả được vẽ theo phong cách manga, anime của Nhật Bản. Các tập truyện tranh được trình bày ở dạng file PDF để xem trên máy tính hoặc in thành sách, nổi tiếng như bộ truyện hentai thuộc thể loại khiêu dâm. Nội dung của chúng xoay quanh những chuyện quan hệ giới tính, rất dung tục. Để né sự quản lý, kiểm soát của các cơ quan quản lý và phụ huynh, gần đây, nhiều website chuyên kinh doanh loại truyện này bổ sung dòng chữ truyện 18 cộng, tức dành cho người đọc trên 18 tuổi. Thế nhưng, độc giả thực sự của các website này thuộc độ tuổi nào thì không ai kiểm soát được. Bởi hầu hết các trang truyện này, người dùng đều có thể truy cập mà không cần tài khoản đăng ký, đăng nhập. Ngay cả người lớn chúng ta mà xem nhiều những cái gợi tình quá như vậy thì nó cũng sẽ kích thích cái phần bản năng. Nó, cái tính dục nó là thuộc về bản năng đấy. Thì nó sẽ kích thích thôi. Và kích thích thì nó sẽ đâm ra nó muốn trải nghiệm. Nên là hiện nay chúng ta đọc báo chí sẽ thấy hay có những cái trường hợp những em mà mười mấy tuổi khi mà chúng nó chơi với những em nhỏ hơn, những em gái nhỏ hơn và chúng nó tiến hành cái hoạt động gọi là quan hệ tình dục đó, do nó bị kích thích bởi những cái phim đó.
truyện tranh hay hoạt hình Nhật Bản vốn dĩ không xấu, tuy nhiên nó lại không phù hợp với văn hóa Việt Nam, đặc biệt là trẻ em Việt Nam chưa được giáo dục về giới tính một cách bài bản, đầy đủ và từ rất sớm như ở Nhật Bản. Do vậy, các em dễ bị tiêm nhiễm hình ảnh về tình dục, dễ kích động đến tâm sinh lý. Nếu trẻ em Việt Nam được giáo dục giới tính từ sớm, thì chúng ta sẽ không phải quá lo ngại khi các em tiếp xúc với thể loại tranh, hoạt hình, anime của Nhật. Còn giờ đây, giáo dục ở nhà trường Việt Nam chưa có được điều này, thì chỉ còn trông đợi vào phụ huynh của các em. Riêng với các bạn trẻ, hãy chọn cho mình cách giải trí phù hợp, lành mạnh, tránh xa đà vào thế giới ảo, đầy cám dỗ, kích động và cũng lắm rủi ro. Vậy trong khi xã hội chưa tìm ra được cách ngăn chặn làn sóng văn hóa tiêu cực này, thì một số người lại đang phát tán nó vào cộng đồng bằng cách dịch và chuyển ngữ những bộ truyện tranh phim hoạt hình hentai sang tiếng Việt. Do vậy, các bậc phụ huynh cũng cần phải cảnh giác và quan tâm đến con em mình nhiều hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội, nhà trường cần phải có biện pháp tích cực nhằm loại trừ những văn hóa phẩm độc hại này, tránh để ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.